Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 64 giờ trở thành quái vật thỏ trong Zoonomaly. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại trở nên kinh dị như vậy? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Vợ ơi, hôm nay anh giả làm người thỏ bán quà cho mấy đứa nhỏ. Bọn chúng mua đông lắm. Anh bán hết sớm về với em đi. Hả? Sao cửa nhà mình lại mở thế này? Không lẽ vừa có khách hay sao? Được rồi, mình sẽ tạo cho vợ mình một bất ngờ. Chắc chắn cô ấy sẽ rất ngạc nhiên, rất hạnh phúc và tự hào về mình cho mà xem. Anh ơi, đừng có làm như vậy nữa. Nãy giờ cũng lâu rồi. Thôi anh về đi, để em sắp xếp lại đồ đạc. Lỡ đâu lão chồng của em về thấy nghi ngờ thì không hay đâu. Ủa, vợ của mình nói chuyện với ai vậy? Ồ, em quên anh là cảnh sát ở đây à. Đã vậy anh vừa mới được thăng chức làm phó trưởng phòng nữa chứ. Em thật là đẹp mà lại đi lấy một cái thằng chồng nghèo sơ nghèo xác, bán hàng rong mưu sinh như thế này, thật không đáng. Không. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ ở đây vài tiếng nữa. Thằng chồng của em nó mà thấy được, cứ để cho nó thấy em đẹp như thế này phải thuộc về anh. Nó mà dám láo cá, anh tống nó vô tù. Mấy thằng da đen biến thái trong đó sẽ giúp nó quét mạng nhện. Không. Tại sao lại như vậy? Tôi có làm lỗi gì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Không. Tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa. Tôi đã cố gắng, tôi đã hy sinh tất cả vì cô ấy, để cho cô ấy được sung sướng. Vậy mà cô ấy lại phản bội tôi, cặp bồ với tên cảnh sát phó đó. Vậy được rồi, tôi sẽ chết cho cô ấy thấy. Kiếp sau đừng cho tôi làm người, hãy cho tôi làm thú vật. Có ai cứu tôi không? Đau quá. Dừng lại đi. Chết tiệt. Hình như tiếng thét của một ai đó. Không lẽ có người gặp nạn hay sao? Đằng kia. Lũ quái thú dữ tợn, mau dừng lại, mau tránh xa người đó ra. Hay quá. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi nhanh đi. Bọn chúng sắp xé đứt cái phao câu của tôi tới nơi rồi. Đừng có ồn ào nữa, tôi đang cố gắng giết bọn chúng cứu anh bạn đây. Sao anh bạn lại ra cái nơi khí ho cò cấy thế này để bọn chúng tấn công làm gì chứ? Chết tiệt, xong xuôi hết rồi. Hả? Cảm ơn nhiều lắm. Gì thế này? Ngươi không phải là con người. Ngươi là cái thứ quái quỷ kinh tởm gì mày? Xin đừng làm hại tôi. Tôi không phải là động vật bình thường. Tôi là quái vật gấu túi Zoonomaly. Tôi bị kẻ thù truy đuổi làm hại, nên cố chạy tới đây chờ đồng đội của mình cứu giúp, thì bị những động vật ở đây tấn công thêm một lần nữa. Làm ơn tha mạng cho tôi đi, anh bạn thỏ. Thì ra là như vậy. Nhưng người yên tâm đi, ta đã cứu người thì ta sẽ không giết người đâu. Ta không phải là thỏ, mà ta là người. Nhưng bây giờ ta không muốn sống nữa, ta chỉ muốn chết cho bớt đi đau khổ mà thôi. Đừng buồn, xin ân nhân đừng buồn. Tôi có thể giúp cho ngài một điều gì đó. Hả? Đồng đội của tôi tới rồi. Được rồi, ngài hãy nói đi, trước khi tôi rời đi khỏi nơi đây. Người giúp được gì cho ta chứ? Không lẽ người đòi lại được vợ của ta quay về hay sao? Nhưng rõ ràng cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã theo tên cảnh sát khốn kiếp đó. Đúng rồi. Nếu có thể, hãy biến ta thành một con quái vật. Ta không muốn làm người nữa. Ta muốn trừng phạt những kẻ nào đã làm đau lòng ta. Được, vậy thì ta sẽ giúp ăn nhân. Thế là trong mười mấy tiếng ngắn ngủi, cuộc đời của tôi đã chuyển sang một trang mới vô cùng biến động. Tôi từ mất vợ, từ bị cắm sừng, rồi sau đó lại gặp một sinh vật kỳ lạ, Zoonomaly. Sinh vật này đã trả ơn tôi cứu nó bằng cách biến đổi tôi thành một thứ quái vật kỳ lạ.
đầu thỏ. Sau đó tôi ôm mối hận, nhanh chóng quay trở lại thành phố của mình, nơi đang sống, và quyết cho tên cảnh sát kia nếm mùi đau đớn. Này, cậu đi đâu mà về trễ vậy? Cậu vừa mới được lên chức làm phó trưởng phòng, có một số công việc cần cậu ký gấp đó. Tôi vừa mới ăn mừng chiến thắng về đây. Thôi được rồi, tôi sẽ vào ký hồ sơ thay ca cho cậu luôn. Cậu nhanh chóng về nhà đi, kéo vợ của cậu lén phán với thằng nào khác thì chết đó. Tình phó cảnh sát khó kiếm, người ở đâu rồi? Mau ra đây đi. Người to gan dám dẫn dụ vợ của ta, vợ ta bỏ ta. Bây giờ ta sẽ bắt ngươi trả lại tất cả. Chết đi, có một thứ quái vật kỳ lạ tấn công vào đồ cảnh sát. Cắt bao, cắt bao. Lũ chết tiệt cảnh sát, các ngươi không liên quan, mau tránh xa ra. Ta đến đây báo món thù phá nát gia đình của ta. Các ngươi nếu không muốn chết, mau cút ra một chỗ khác đi. Tình phó cảnh sát trưởng, ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Ta biết ngươi ở trong đồn cảnh sát này, mau ra đây gặp ta. Mẹ kiếp, thứ quái vật này, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đến từ đâu? Tại sao lại muốn tìm phó cảnh sát trưởng của bọn ta? Hỏi hay lắm, hỏi hay lắm. Ta chính là một người dân bình thường. Ta hay mang đồ gấu, đồ mèo, đồ người thỏ để bán hàng rong ở các trường học. Hôm nay ta bán rất đắt. Ta về nhà thì chứng kiến sếp của các ngươi, tên phó cảnh sát trưởng, đã dụ vợ của ta, khiến cho cô ấy thay đổi, cô ấy cắm sừng ta. Ta đau khổ, ta muốn chết. Thì được một sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ biến đổi thế này, để chút cơn giận lên tên phó đội trưởng các ngươi. Giờ hắn đang đâu rồi? Này ấy, chạy về hướng nhà của ngươi rồi kìa. Cái gì? Chết tiệt, đứng lại cho ta. Mở cửa đi nào em ơi, mở cửa đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Hả, là anh à? Anh về rồi mà, sao quay lại đây chứ mày? Mẹ kiếp, tên chồng của em, không biết bằng cách nào, hắn đã biến thành một thứ quái vật ba đầu gớm ghiếc, đang quậy nát đồn cảnh sát. Bây giờ, chỉ có em mới có thể ngăn cản được hắn mà thôi. Anh nói cái gì chứ? Tên chồng của em biến thành quái vật rồi à? Không thể nào. Thôi, nếu em không tin, thì hãy mau theo anh. Nhớ, khuyên nhủ hắn. Đồ gian phu dâm phụ chết tiệt kia. Chết tiệt. Thì ra các ngươi trốn ở đây, ta sẵn tiện giết luôn hai ngươi. Cái quái quỷ gì vậy? Là tên chồng bán hàng rong chết tiệt của em đó. Mau ra khuyên nhủ hắn đi. Đừng để hắn làm hại anh. Mày kêu vợ tao khuyên nhủ cái gì? Chính mày đã dụ dỗ cô ấy, làm cô ấy thay đổi. Tao sẽ nghiền nát mày trước. Chết, dừng lại thứ quái vật kia. Ta không biết ngươi có phải là tên chồng vô dụng của ta hay không, nhưng ta sẽ không cho ngươi làm hại đến phó cảnh sát. Anh ấy là người đàn ông mới của ta. Ta yêu anh ấy thật lòng. Ta không cho ai hại anh ấy. Cái gì? Cô kiếp, hai chúng mày chết hết luôn đi. Thế là sau đó tôi cũng đã quậy nát đồn cảnh sát, rồi đuổi theo tên phó cảnh sát trưởng và bắt gặp hắn lại gặp gỡ vợ của tôi. Tôi càng đau lòng hơn chứng kiến vợ của mình lại bảo vệ cho tên khốn kiếp đó. Tôi ra tay giết trừ cả hai, rồi tiến thẳng vào rừng tìm một chỗ u ám nào đó để làm mộ chôn cho mình. Mẹ kiếp, nhìn kìa, có thứ nào đó đang đến gần chúng ta. Mọi người tập trung lại đi, tấn công nó. Khoan đã các cậu, tôi nhận ra thứ đó do chính chúng ta biến đổi ra mà. Đúng rồi, đó chính là ân nhân đã cứu tôi trước đây. Quái vật cứu tôi, người cũng có mặt ở đây nữa à? Nhưng rốt cuộc nơi đây có chuyện gì? Sao tập trung nhiều quái vật kỳ dị thế? Chuyện dài dòng lắm, nhưng đây là những đồng đội của tôi. Họ và tôi đều ở sở thú Zunomaly. Chúng tôi đang mắc kẹt ở đây bởi một con quái vật đầu bò dữ tợn. Nó không cho chúng tôi tiếp cận tới phi thuyền to lớn của mình.
chúng tôi không thể quay về thế giới của chúng tôi được. Cái gì? Mấy người đang gặp rắc rối với một con quỷ đầu bò à? Tôi có thể giúp được cho mấy người đó. À, anh bạn kia, cậu nói có thật không? Thật. Mặc dù tôi chỉ là một tên bán hàng rong, nhưng rảnh rỗi tôi hay đọc sách về ma quỷ và biết được nhược điểm của một số con, trong đó có quỷ đầu bò. Hay lắm. Ông Nhân, lần này cậu lại cứu chúng tôi thêm một lần nữa rồi. Được rồi, bây giờ nếu cậu ở hình dạng này, con quỷ đầu bò sẽ tập trung và tấn công một mình cậu mất. Vậy thì để tôi sử dụng đĩa bay mini biến cậu thành một quái vật thọ Zunomaly để hình dạng tương tự chúng tôi. Hắn sẽ không phân biệt được cậu là ai. Khoan đã. Thôi được rồi, trước sau gì tôi cũng không muốn làm người nữa, trở thành thứ gì cũng như vậy. Được rồi, vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường nào. Tôi sẽ giúp các cậu thoát ra khỏi nơi đây, quay về thế giới của mình. Đâu rồi? Các người đâu rồi? Đồ quái thú kỳ dị kia. Hả? Cuối cùng các ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Ta sẽ xé xác, ăn sạch thịt các ngươi. Các cậu, mau tiến lên, chia ra một vòng tròn, tấn công vào bộ phận duy trì nội giống của hắn. Chúng tôi biết rồi. Nào các cậu, khẩn trương lên đi. Nghe theo lệnh của thỏ Zunomaly. Mẹ kiếp, sao các ngươi biết được điểm yếu của ta? Đơn giản, bởi vì trong lịch sử của loài người có ghi chép tất cả thông tin về loài quỷ của các ngươi. Các ngươi sợ thứ gì, thích ăn thứ gì, sức mạnh của các ngươi là như thế nào, và điểm chí mạng của các ngươi nằm ở đâu. Không thể nào. Các ngươi chỉ là những thứ quái vật ngơ nghiệt. Sao có thể biết được thông tin ghi chép của loài người chứ? Đơn giản, bởi vì trước đây ta từng là một con người. Nhưng còn bây giờ ta đã biến thành quái vật thọ Zunomaly. Hay quá, mau tiến về phi thuyền chủ của chúng ta.